giờ sẽ là nhóm thí sinh tiếp theo của chương trình. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một màn trình diễn đầy ắp tiếng cười. Freaky Fun Crew xin trân trọng kính chào ban giám khảo và những bạn khán giả ở đây. Rồi, và hôm nay các em đến tham dự phần thi tài năng gì? Bữa nay chúng em đến để cho mọi người thấy popping. À, xin mời các em. Cùng cơm tim, oh lại đây nào, hey, đưa tay lên, tôi cảm giác hơi thất vọng một chút là sao mà muốn trả điều gì nhau hết trơn á. Nhưng mà dần dần thì tôi lại cảm nhận là ở các bạn nó có một cái ưu thế rất là rõ ràng là sự phóng khoáng. Các bạn có một sự phóng khoáng rất là lạ lùng. Thậm chí lâu lâu nó có một vài cá nhân nó tách ra khỏi cái quỹ đạo của các bạn, nó làm cái trò gì đâu á. Nhưng mà cái đó là tôi cảm giác cho đó là một sự phiêu linh á. Nó lạc ra ngoài cái quỹ đạo xong rồi nó lại quay trở vào, rồi tính thẳng nó lại có một nhân vật đó, nó lạc đi ra ngoài rồi nó lại quay trở vào. Thì tôi không biết cái đó có phải là cái cố tình của các bạn hay không, nhưng mà tôi cảm thấy cái đây là một cái điểm rất là thú vị, và dần dần tôi lại thích cái sự đi ra khỏi như thế. Rồi và cái điều bao trùm ở các bạn, cái lợi thế của các bạn là cái câu chuyện của các bạn quá hóm hỉnh, các bạn quá duyên dáng và rất hấp dẫn. Bản thân tôi thì thực sự cũng chưa hài lòng với cái tiết mục của các bạn, bởi vì các bạn vẫn còn thiếu cái chất kết dính của một cái đội hình trình diễn chung. Mỗi bạn là một cái thực thể rất là khác nhau ở trong cái đội hình đó và nó không được đồng đều. Tôi chỉ đánh giá cao ở cái sự hồn nhiên và cái sự say sưa của các bạn trong cái tiết mục của các bạn trình diễn thôi. Còn nếu mà nói về một cái đội hình
trình diễn thì tôi thấy chưa thuyết phục. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định ạ. Xin mời anh Huy Tuấn trước. Tôi nghĩ là các bạn cần phải thời gian để tập luyện cùng nhau để có thể nhuần nhuyễn hơn. Tôi không đồng ý. Tôi thì nghĩ là các bạn có thể làm được tốt hơn như thế, và các thành viên trong đội có thể kết dính được hơn nếu như mà các bạn có cơ hội đi tiếp. Tôi đồng ý. Tôi không biết cái sự mà không kết dính của các bạn nó là vì các bạn không kết dính thật, hay là tức là các bạn không có khả năng kết dính nó lại, hay là các bạn cố tình làm cho nó rời ra. Nhưng mà tôi lại thấy rất yêu cái sự cố tình, nếu như các bạn cố tình. Vì vậy mà tôi đồng ý. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng. Chúc mừng các bạn, hay quá. Mấy cú tát tỉnh hết nè. Có nhiều lắm. Này, tôi nghĩ rằng các bạn nên tập trung vào bạn này chút xíu nữa. Có lúc nào đó để bạn này solo, bạn solo một mình. Đúng rồi. Có một giải đó, chắc chắn các bạn sẽ gây ấn tượng ở vòng tâm nữa. Rồi, chúc mừng các bạn lần nữa nha. Là sẽ luyện tập càng tốt nữa thì mới chiến đấu được với cái nhóm kia. Các nhóm kia cũng là đối thủ rất mạnh. Có một nhóm mà giống như các bạn cũng thể hiện cũng là khá hay thủ, đấy ha. Giờ cho nên các bạn có đối thủ rồi đó. Rồi, thôi, đừng ngủ quên trong chiến thắng. Chúc mừng. 1 2 3